Một góc học tập tiếng Anh tại nhà. Khi mình còn học lớp 8, góc học tập tiếng Anh của mình khi đó là cuốn sách học sinh, sách bài tập, vở nháp, bút chì, cục tẩy, gọt bút chì, thước, bàn ghế. Mình cảm thấy tiếng Anh như là vân điều của cơn mưa, nên mình đã học nó một cách say mê dưới cái bóng cây cam trước nhà mình. Mình vẫn nhớ những tia nắng chạm khẽ lấy bờ má mình ở chỗ đó, nhưng mà mình đã không quan tâm liệu rằng da mình có bị ngấm không. Để nhớ từ vựng tiếng Anh, mình đã viết chúng trên nền xi măng với bụi phấn trắng. Bố mẹ mình thấy mình khao khát học tiếng Anh. Kết quả, các phụ huynh của mình đã cho mình một cái máy tính để bàn và lắp đặt wifi. Từ đó, niềm đam mê tiếng Anh và góc học tập tiếng Anh đó đã cho mình cơ hội nuôi dưỡng ước mơ nói và giao tiếp tiếng Anh đối với một cô bé vùng cao như mình. Một người chủ của mình đã nghe về sự tiến bộ điểm số các môn học của mình ở trường, không riêng gì tiếng Anh mà còn cả những lời khen ngợi từ giáo viên chủ nhiệm của mình trong buổi họp phụ huynh lớp 8 cuối khóa. Chú ấy đã gợi ý với mami, mẹ mình rằng mami nên đầu tư vào việc học tiếng Anh của con gái. Lúc đó mình đang sống với bà ngoại, trong khi bố mẹ mình thì đang sống ở một thị trấn khác để làm ăn. Khoản đầu tư lớn nhất đầu tiên mà mình có vào tiếng Anh không phải là máy tính hay wifi, mà thực ra là những lời động viên của bố mẹ và người thân, những cảm xúc tích cực mà họ mang lại cho mình, mặc dù lúc đó mình chưa đủ tự tin về khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình. Mình nhận ra rằng sẽ không thể tập trung vào niềm đam mê của mình mà không có góc học tập tiếng Anh đó, nơi mình cảm thấy an toàn và thoải mái khi học tiếng Anh với niềm tin yêu của người thân dành cho mình. Cuối cùng, mình gợi ý các bạn có thể tạo một góc học tập tiếng Anh như thế nhé. Một nơi bạn cảm thấy thoải mái là chính mình với tiếng Anh. Mình rất muốn biết nó giúp chúng ta phát huy khả năng của mình như thế nào trong bình luận của các bạn. Máy tính, wifi, laptop, máy tính bảng sẽ trở nên vô dụng đối với các học viên, các giáo viên và các bậc phụ huynh như chúng ta nếu chúng ta không có niềm tin vào chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng những công cụ này để làm những điều tuyệt vời với chúng. Trong bối cảnh này, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng chúng cho những hoạt động sáng tạo tại góc học tiếng Anh của mình. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, mình xin đọc to câu nói của Steve Jobs về công nghệ. Công nghệ sẽ không là gì cả. Điều quan trọng là bạn có niềm tin vào con người. Về cơ bản, họ rất tốt và thông minh, và nếu bạn cung cấp cho họ công cụ, họ sẽ làm những điều tuyệt vời cho họ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast tiếp theo. Chúc một ngày tuyệt vời.